nói tới những điều xấu xa dơ bẩn trong xã hội, bạn không khỏi không nhớ đến cuộc sống thượng lưu của giới nhà giàu Hàn Quốc. Điển hình như vị phu nhân này, tuy mặt là đã giống quả táo đi ngâm rượu nhưng vẫn vui chơi cùng với trai trẻ. Xong việc còn vô cùng khoan khoái tỉnh dậy, tâm trạng đang có vẻ rất tốt, thì bỗng bà phát hiện ra chiếc máy quay đang được giấu kín quay lại cảnh tượng đẹp đẽ khi nãy của bà. Nhưng bà ta có vẻ cũng không ngạc nhiên gì, chậm rãi gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh liền có một nhóm người tới giúp bà giải quyết hậu quả. Thấy nhóm vệ sĩ hùng hổ bước vào bắt giữ mình, cậu trai trẻ gấp gáp quỳ xuống van xin, nhưng bà ta chỉ lạnh lùng kêu đám vệ sĩ xử lý. Đây chính là một góc của bức tranh đời thường của giới thượng lưu Hàn Quốc, mà bên này thiếu gia tài phiệt đang điên cuồng lái xe trong cơn say. Khi bị cảnh sát đuổi theo bắt dừng xe, anh ta cũng không hề tỏ ra hoang mang, cuối cùng vẫn bị cảnh sát ép dừng lại. Viên cảnh sát đi tới chất vấn. Anh ta ngồi trong xe nhắm mắt làm ngơ, nhất quyết không chịu mở cửa. Không để cậu chờ lâu, rất nhanh một chiếc xe đen rất chuyên nghiệp đuổi tới. Bàn tay quen thuộc đưa cho viên cảnh sát nghe điện thoại. Cứ như thế anh ta không những không bị phạt, mà còn thư thái rời đi bằng xe cứu thương. Trong một cảnh quay khác, con trai thứ hai của nhà tài phiệt này là Wan Jun lại đang tiếp nhận phỏng vấn. Thế nhưng nữ phóng viên trước mặt lại cố tình bày ra những tư thế gợi cảm. Nào là hé mở vạt áo ngực, rồi đưa tay lên sau tai. Hành động mời anh vào tim của em xem có gì nào này, khiến anh vô cùng chán ghét, trực tiếp không nể nang, mà kêu cô ta thôi bày ra những điệu bộ đó trong lúc phỏng vấn. Nữ phóng viên ngượng chính mặt không biết làm cách nào, liền vô khống anh ta tội quấy rối mình. Như đã chờ sẵn, tổ trưởng Lee đi tới mắng cho cô ta một trận khiến nữ phóng viên xấu hổ rời đi. Hai cậu thiếu gia nhà giàu này quả là hàng cực phẩm, nhưng vẫn còn nữa một cậu con trai út hiếu động tên Seo Jin. Tuy trông cậu trắng trẻo đáng yêu vậy thôi, nhưng tác phong thì cũng mang theo phong thái không hề kém các anh của mình. Vì không muốn bị người bên cạnh làm ảnh hưởng, cậu đã bao một dãy trong tiệm net. Khi cậu ta chơi thua, hai tên côn đồ thế lực chống lưng phía sau mạnh mẽ, như thế nào mà khiến gia đình tài phiệt này lại lộng hành như vậy? Lộ diện thế lực đó là một tổ chức cao cấp tên top, tập hợp các công tố viên và hacker hàng đầu, còn có vệ binh xuất thân là lính đặc chủng. Nhiệm vụ chính của bọn họ là xử lý mọi xì căng đan liên quan tới tập đoàn. Một hôm, chủ tịch Mo bất ngờ gặp chuyện nguy kịch trong bệnh viện. Người con trai có vẻ đang mừng rỡ bởi nếu như bố mình chào thân ái, thì người có quyền tiếp quản quyền lực không ai khác chính là mình. Nhưng chủ tịch lại luôn nhớ nhung cô cháu gái đang sống ở nước ngoài tên Seok-hi. Vì không muốn Seok-hi về nước tranh giành tài sản, nên đội đặc nhiệm liền nhận được nhiệm vụ nghĩ cách không để cô biết được chuyện này. Nhưng khe nào mà không có gió, Seok-hi vẫn nhận được tin nhắn của người lạ, báo tin ông đang nguy kịch. Cô vội vã thu dọn hành lý về nước. Biết được sẽ có người chào đón mình ở sân bay, nên cô đã thông minh tìm trước một thế thân. Ngang nhiên qua mặt đám vệ sĩ, cô lại chiếc xe không có nắp đi phi, như bay trên đường một mạch chạy thẳng tới bệnh viện. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, khi đang nhấn ga lao nhanh vượt qua những xe khác liền thành công thu hút sự chú ý của một ông chú bụng bự. Thấy người lái xe là nữ giới, anh ta càng thêm báo, trực tiếp lái xe xông lên trước, sau đó bất ngờ phanh gấp khiến xe của Seok-hi không kịp dừng lại đã đâm trúng đuôi xe của ông chú. Tên này bắt đầu cào mặt ăn vạ. Tất nhiên tình hình sẽ là không nói nhiều, về đồn giải quyết. Người đàn ông xấu số này, để chắc chắn phần thắng đã mời một vị luật sư không tên không tuổi tới trợ giúp. Cứ tưởng sẽ dọa được đối phương, ai ngờ điện thoại của Seok-hi bất ngờ nhận được tin nhắn. Bên trong là đoạn video va chạm xe. Đối diện với sự chất vấn của cảnh sát và phía luật sư, Seok-hi không nói nhiều chỉ đưa ra video bằng chứng đó. Bất ngờ chưa ông già, hai người xem xong đơ luôn. Lằng nhằng quá chuyện đi đây, nhưng khi Seok-hi chuẩn bị rời đi thì bà Han đã kịp thời dẫn người đuổi tới. Vừa thấy người đã liền cưỡng ép lôi đi. Eon do từ xa thấy vậy vội chạy tới giải thích. Cảm thấy anh là người tốt, Seok-hi lập tức để anh đưa mình về nhà. Cả gia đình gặp lại Seok-hi sau 15 năm xa cách lập tức tỏ ra kinh ngạc, không hề có vui mừng. Cô tiểu thư vô cùng mạnh mẽ ngầu lòi này, vậy mà lại đi tia được túi bánh của cô gái phía trước. Cô hành động nhanh chóng, dứt khoát, đẹp mắt một đường giật lấy túi bánh phía trước cắn một miếng rồi ném đi. Có vẻ bánh này không ngon lắm. Khi này một ông chú đang ở trên tầng thượng của công ty đòi nhảy lầu. Bởi vì con gái ông đã đột tử trong lúc tăng ca làm việc tại công ty, nhưng công ty lại không muốn bồi thường. Người bố chỉ đành leo lên sân thượng, muốn dùng tính mạng để đòi lại công bằng cho con gái. Nhận được tin, bà Han vội chạy tới hiện trường thông báo rằng công ty đồng ý bồi thường, đồng thời sẽ cho con trai út của ông ra nước ngoài du học. Người bố lập tức tin là thật, vừa bước xuống liền bị bọn bọ kéo đi. Cảnh này vừa hay đã bị Seok-hi trông thấy. Cô phẫn nộ đi tới cổng, mặc kệ sự ngăn cản của bảo vệ nhảy lên một chiếc xe lái đi. Khi mọi người còn đang hoang mang, không hiểu chuyện gì thì Seok-hi đã cua một vòng đẹp mắt, rồi đâm mạnh vào xe của người đàn ông kia khiến ông ta giật mình ngã ra đất. Hào quang nữ chính ngầu lòi xuất hiện, cô hiên ngang xuống xe nói với đối phương tiền bồi thường sẽ lên tới tiền tỷ. Tôi có rất nhiều tiền, tôi còn uống rượu, có thể kết tội giết người không thành không. Bây giờ tôi còn muốn bỏ trốn, mau kiện tôi tội gây tai nạn rồi bỏ chạy đi. Trước khi rời đi cô còn không quên kêu Eon do phụ trách giải quyết.
Mọi người nhìn thấy cảnh này liền đưa luôn, chắc là cũng không lú lắm đâu. Seok-hi còn tự còng tay mình về đồn, liên tục nhấn mạnh mình uống rượu, lái xe. Ông chú bên cạnh lặng lẽ ngồi xem cô biểu diễn. Cô hỏi Eon do đứng phía sau, nuôi nấng một đứa trẻ, sau đó đưa ra nước ngoài du học cần khoảng bao nhiêu tiền. Nhưng vị cảnh sát xử lý chuyện của họ lại nói ông ta có hai người con, 100 triệu won chắc chắn không đủ. Không ngờ Seok-hi lại muốn thêm một số không. Ông chú nghe xong thì kinh ngạc tưởng mình nghe nhầm. Tác phong không chút dư thừa, Seok-hi gọi một cuộc điện thoại, yêu cầu đối phương chuyển cho mình 1 tỷ won, nếu không sẽ tiết lộ thân phận của mình trước báo chí. Vài giây sau, ông chú quả thật đã nhận được tin nhắn chuyển khoản, sau đó quay sang nhìn Seok-hi với ánh mắt khó hiểu. Cô dặn ông phải nuôi nấng hai đứa trẻ cho tốt, sau đó sang chảnh đeo kính đen ngầu ngầu bước đi. Quả không hổ là con gái nhà tài phiệt, nháy mắt đã tiêu tiền tỷ. Bà Han thấy vô cùng bất mãn, vậy nên đã thuyết phục Eon do gia nhập tập đoàn MC, để tiện cho việc giám sát Seok-hi 24/24, thậm chí còn chuẩn bị 3 chiếc vali đặt sẵn trong xe. Chiếc thứ nhất là tiền để xử lý những việc lặt vặt, 2 chiếc còn lại là tiền mặt dùng trong những chuyện gấp xảy ra vào lúc nửa đêm hoặc cuối tuần. Cuối cùng đưa cho anh một chiếc chìa khóa xe. Từ đây, Eon do chính thức là thành viên nội bộ của tập đoàn. Mà bên này, mẹ kế sợ Seok-hi sẽ tranh giành tài sản, nên đã tạo ra một buổi xe mắt để thăm dò cô. Vốn lo lắng với tính cách của cô sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ cô lại dễ dàng đồng ý. Hóa ra cô đã tìm hiểu trước về người đàn ông mà bà mẹ kế quý hóa đã tìm cho cô. Không lạ lắm khi biết đối tượng xe mắt lại là con trai của công tố viên phụ trách vụ án mẹ cô bị sát hại năm đó. Trong buổi xe mắt, Seok-hi không hề nể mặt đối phương, vừa ngồi xuống đã buông lời chế giễu khiến đối phương giận bay màu. Sau còn hiên ngang rời khỏi, để lại anh ta đang lên kế hoạch báo thù. Hôm sau Seok-hi dẫn theo Eon do tới thăm mộ mẹ. Khi bọn họ chuẩn bị rời khỏi thì bất ngờ bị một chiếc xe chặn lại. Vài vị công tố viên bước xuống cưỡng ép lục soát túi của Seok-hi. Trời ơi, tin được không? Vậy mà lại xuất hiện một túi mai thúy. Rất nhanh cô lại xuất hiện ở phòng giam, mà người thẩm vấn cô lần này lại chính là đối tượng xem mắt. Thấy cô nhất quyết không chịu thừa nhận, anh ta thẳng tay đưa ra lệnh bắt giam cô. Có vẻ như hắn ta đã xả được mối thù. Nhưng Seok-hi là ai cơ chứ? Vừa vào phòng giam liền bắt đầu màn biểu diễn của mình. Đầu tiên là hét lớn khiến chó bay gà chạy. Sau đó nhìn thấy bữa ăn đạm bạc ở phòng giam liền nổi giận, ném thìa xuống đất, đứng dậy đi tới cửa phòng giam điên cuồng mà đập cửa. Ngay lập tức, một bữa ăn thịnh soạn đã được đưa tới, bạn tù luôn miệng cảm ơn Seok-hi, đồng thời tôn cô lên làm chị đại. Thì ra đây mới là kế hoạch của người mẹ kế. Khi đang lao động công ích, một bạn tù bỗng cảm thấy đau bụng khó chịu, định dừng lại nghỉ ngơi một chút, ai ngờ lại bị chị đại đạp ngã mắng cô ấy không được lười nhác. Chuyện bất bình xảy ra là không thể thiếu Seok-hi rồi. Cô xông tới đạp cho cô ta một cước. Bà chị đại đau đớn hét lên đang định phản kích nhưng Seok-hi nào cho cô ta cơ hội, cô túm chặt cổ khiến cô ta không thể thở nổi van xin. Seok-hi cảnh cáo cô ta nếu sau này còn dám động đến chị em của cô thì sẽ cho ả ra bã. Nhưng ả ta vừa được thả ra đã tai điếc không sợ súng, nhân lúc Seok-hi không chú ý nên xông tới đánh lén từ phía sau. Hành động này đã chọc điên Seok-hi, cô trực tiếp cho đối phương một đấm sau đó, lấy đầu đập mạnh hất cô ta ngã sang một bên, sau đó để xuống tấm lưới sắt, chị đại sợ hãi chỉ biết cầu xin. May thay lúc này có cai ngục đi tới, Seok-hi mới để cô ta đi. Sau đó, luật sư Eon do tới thăm cô thì Seok-hi kêu anh phải tìm ra kẻ đã hãm hại mình. Không ngờ Eon do cũng rất được việc, cậu nhờ vào mối quan hệ của mình với cảnh sát, cuối cùng đã tìm ra nữ nhân viên bỏ mai thúy vào túi Seok-hi ở trung tâm thương mại. Thậm chí còn tìm được cả nhân chứng, âm thầm ghi âm làm chứng cứ. Sau đó mở đoạn ghi âm cho tên công tố viên nghe. Có được bằng chứng sáng tỏ, Seok-hi thuận lợi ra khỏi tù. Cô tới bệnh viện thăm ông đồng thời thảo luận với luật sư về việc thu mua cổ phần công ty nhưng hiện tại vẫn chưa đủ tiền. Seok-hi khi chỉ đành tiến tới sự giúp đỡ của người phụ nữ tên Hyeong Il, bà nổi tiếng là một nhà tư bản xấu tính và tàn nhẫn, chỉ hứng thú với đầu tư nước ngoài, cũng từng đầu tư vào không ít các hạng mục trong nước. Nhưng chỉ cần đối phương không tuân thủ giao ước, bà sẽ không lưu tình mà đuổi cùng giết tận. Thấy cô muốn đối đầu với bố, bà đã thẳng thắn hỏi cô có cơ hội thắng không. Dù sao thì cũng là bố con, nhưng Seok-hi lại lạnh nhạt nói, mục đích cuối cùng của cô là tìm ra kẻ đã sát hại mẹ mình. Chỉ khi có đủ tiền và quyền lực trong tay mới làm được tất cả. Trước khi đi, bà Miwich đã khen cô rất giống ông nội. Không lâu sau đó, bà đã đồng ý cung cấp lượng lớn tiền mặt, bởi vì bà thấy được Seok-hi là một cô gái lương thiện. Tuổi trẻ gan dạ cũng là một đức tính tốt. Trợ lý mang theo hợp đồng vội chạy tới bệnh viện thông báo chuyện này, với chủ tịch đang hôn mê, quản gia bên cạnh sau khi nghe tin lập tức khóa cửa phòng lại. Lúc này ông Mo đang làm lễ cúng cho bà nội Seok-hi, sau đó liền nhân cơ hội đứng trước toàn bộ cổ đông tuyên bố chính thức tiếp quản tập đoàn MC. Mọi chuyện tưởng chừng mượt như đường đua F1, thì bất ngờ chủ tịch Mo hôn mê nhiều năm, đột nhiên xuất hiện khiến mọi người có mặt không khỏi kinh ngạc.
Hội trưởng Mo hoảng hốt nhìn bố, không dám tin ông lại có thể tỉnh lại, đến bà Han cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Trông thấy cô cháu gái mà mình ngày đêm mong nhớ, ông lập tức nháy mắt một cái, sau đó tuyên bố một quyết định quan trọng. Mo Cheon-hee, tôi sẽ tặng toàn bộ tài sản của tập đoàn MC cho cháu gái Seok-hee. Tin đến như sét đánh giữa trời quang, mẹ kế lập tức đứng hình. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhưng tin chấn động vẫn đang chờ họ ở phía sau. Chủ tịch nói tiếp, nếu cháu gái Seok-hee của tôi chết do gặp tai nạn thì toàn bộ tài sản sẽ được quyên tặng cho xã hội. Hóa ra năm đó, ông đã quyết định giao lại tập đoàn cho Seok-hee, đồng thời thăng chức cho bà Han để giúp đỡ cô quản lý tập đoàn cho tốt. Nhưng không thể ngờ, tới dã tâm của bà ta quá lớn để có được nhiều thứ hơn, đã cấu kết với con trai ông ngụy tạo một vụ tai nạn giao thông khiến người cha chủ tịch là ông đã hôn mê suốt nhiều năm. Ông nội đã tỉnh lại, vốn tưởng thời của Seok-hee đã tới nhanh như vậy, ai ngờ bà Han và mẹ kế đã bắt đầu một âm mưu thâm hiểm phía sau. Ống kính xoay đến cảnh vị phu nhân nhà tài phiệt này, vừa nhâm nhi ly rượu vang vừa nghe violin rất là đậm chất nghệ thuật, nhưng người nghệ sĩ lại phải đứng chân trần trên đá, hai chân bị lạnh đến mức đỏ bừng lên. Seok-hee đi qua vừa hay nhìn thấy cảnh này, lớn giọng kêu cô ta bước ra, nhưng đôi chân của người phụ nữ sớm đã mất đi cảm giác. Lúc này phu nhân bước tới và nói với cô gái vừa kéo đàn, dừng giữa lúc biểu diễn là vi phạm hợp đồng, cứ như vậy, hôm nay không có tiền biểu diễn. Cô gái có vẻ không hài lòng liếc nhìn Seok-hee, tỏ vẻ giận dữ liếc nhìn Seok-hee, rồi xoay người bỏ đi. Còn lúc này phu nhân lại trách mắng Seok-hee không hiểu gì về nghệ thuật, bởi vì sự xuất hiện của cô đã làm cho người khác mất 5.000 đô tiền biểu diễn. Cô lập tức tức giận chỉ trích bà ta, đây mà là nghệ thuật sao? Rõ ràng là tra tấn người, sao bà có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy? Đối mặt với sự chất vấn của Seok-hee, phu nhân tiến đến giáng một cái tát vào mặt cô. Điều này đã chọc tức Seok-hee, cô trực tiếp đẩy ngã mẹ kế xuống đất. Trùng hợp thế nào lại đúng bà vừa ngã xuống thì ông Mo xuất hiện. Nhìn thấy diễn xuất xuất thần của bà mẹ kế, cô biết rằng mình lại trúng kế rồi. Ông Mo nổi giận nói, cô xin lỗi bà, nhưng sao cô có thể đồng ý? Cô tỏ ý, từ trước đến nay chưa bao giờ coi bà ta là mẹ. Ông Mo tức giận nói với con gái rằng cô không nên được sinh ra. Không thể ngờ được một câu nói như vậy lại được nói ra từ người cha của mình. Vì vậy, cô ấy cũng căm hận nói khi cô bị ném sang Mỹ 15 năm trước, tình cha con cũng cắt đứt rồi. Trước khi đi cũng không quên mỉa mai mẹ kế rồi tức giận rời đi. Sau khi trở về, Seok-hee liền không đợi thêm nữa mà nhanh chóng triển khai kế hoạch báo thù. Cô từ chỗ của quản gia, lấy được tên của người bảo mẫu năm đó. Còn biết bảo mẫu đang bị giam trong tù, vì vậy cô ấy nên gọi điện nhờ Eon-jo điều tra. Eon-jo nghe xong liền không thể bình tĩnh nổi. Hóa ra người bảo mẫu đó chính là mẹ của anh. Năm đó mẹ bị thường vụ Han uy hiếp, nếu không nhận tội thì con trai bà sẽ biến mất khỏi thế giới này. Không còn sự lựa chọn nào khác, bà đã đồng ý. 15 năm liền bà từ chối gặp khi con trai đến thăm tù. Nhưng lần này Eon do dùng thân phận luật sư của tập đoàn MC, cuối cùng cũng gặp được mẹ mình. Thấy bản thân mình thuyết phục không hiệu quả, Eon do liền đưa Seok-hee đến nhà tù và tự tìm lời giải đáp. Đối mặt với tiểu thư, mẹ của Eon do cuối cùng cũng nói ra sự thật, mình không có giết người. Sự thật năm đó là mẹ cô đã bị giết trước khi bà bước vào phòng. Khi Seok-hee bước ra từ trại giam, Eon do kích động nói người bảo mẫu đó không thể giết người được, bà ấy làm bảo mẫu để chăm sóc gia đình chủ sao có thể giết người. Nhưng điều này lại làm Seok-hee nghi ngờ, anh chàng này vì quá kích động đã giấu đầu hở đuôi. Cô hỏi anh về mối quan hệ của anh với người bảo mẫu kia. Không thể giấu được, anh chỉ có thể thẳng thắn chia sẻ tất cả với cô ấy, nói rằng tất cả là do Han Jae-guk ở đằng sau thao túng. Điều này dường như cũng làm Seok-hee nhớ đến điều gì đó. Năm đó, mẹ cô là con dâu lớn nhất của một gia đình tài phiệt hàng đầu Hàn Quốc bị sát hại, vậy mà đến một bản báo cáo cũng không có. Dùng đầu gối để nghĩ cũng thấy rằng chắc chắn có một âm mưu nào đó ẩn trong chuyện này, mà người có thể che giấu được việc này không nhiều. Mà người có khả năng làm ra chuyện này, đáng nghi nhất chính là người phụ nữ làm ở bộ phận cao nhất của tập đoàn, Han Jae-guk. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, rất nhanh hai người họ tiến tới hợp tác trà để trả thù. Nhưng cô ấy không ngờ rằng chỉ vì uống một cốc nước trái cây trong bữa sáng mà đã gây nên chuyện lớn. Sau khi ăn sáng tại nhà cô đã lái xe đến tập đoàn, nhưng bất ngờ trên đường lại bị kiểm tra nồng độ cồn, mà bất ngờ hơn nữa là còn phát hiện ra nồng độ cồn trong cơ thể. Ngay lập tức cô liền ý thức được bản thân bị người khác hãm hại. Cùng lúc đó, ở cuộc họp cổ đông, mọi người đều đang khẩn trương lo lắng đợi Seok-hee xuất hiện thì trên mạng đột nhiên xuất hiện thông tin Seok-hee lái xe trong tình trạng say rượu. Tất cả mọi người đều kinh hãi trước thông tin này, mà Seok-hee đã bị đưa đến cục cảnh sát, cũng rất bối rối. Rõ ràng là bản thân không uống giọt rượu nào, nhưng tại sao lại bị kiểm tra ra có nồng độ cồn trong người? Lúc này, cô ấy bỗng nhớ đến cốc nước ép đã uống hồi sáng, trong chốc lát liền hiểu rõ. Hóa ra cô mắc chứng bệnh tự lên men rượu, chỉ cần hấp thụ đường trong thức ăn thì sẽ biến thành nồng độ cồn. Đương nhiên tất cả chuyện quỷ này đều là do mẹ kế làm ra. Biết được tin,
Ông nội liền tìm đến con trai là chủ tịch tập đoàn nói muốn ông ta để Seok-hi trở thành giám đốc đại diện, nhưng bố của Seok-hi lại nói chuyện này phải được hội đồng quản trị quyết định. Bản thân ông ta không tự làm chủ được. Rõ ràng là ông ta không muốn thực hiện điều đó nhưng lại lấy cơ lòng vòng, ông nội nghe xong liền tức giận bỏ đi. Thấy sự tỉnh lại của bố đem lại nhiều bất lợi cho mình, ông Mo ông đầu lo lắng khiến bà Han lại nghĩ ra kế sách ứng phó. Không cần phải suy nghĩ, hảo con trai trực tiếp ra quyết định hóa vàng ông bố của mình. Bọn họ còn trắng trợn tới trước mặt Seok-hi, biểu thị ông nội cô không còn nhiều thời gian nữa. Dã tâm của cô bây giờ sẽ làm ông khó xử, nhưng Seok-hi nói chỉ cần tập đoàn rơi vào tay mình, thì ông nội có chết hay không cũng chẳng sao hết. Dù sao ông nội cũng già rồi. Seok-hi vốn tưởng rằng thắng lợi đã nằm trong tầm tay bản thân rồi, nhưng cô ấy không ngờ rằng mình vậy mà lại rơi vào bẫy do người đàn bà xảo quyệt này sắp đặt. Ngày hôm sau, ông nội Seok-hi mời vài người cổ đông quan trọng đến nhà làm khách, chuẩn bị giúp cô tranh cử chức tổng giám đốc. Seok-hi nhìn thấy tất cả mọi chuyện đều thuận lợi như vậy thì có chút an lòng, nhưng đúng vào lúc ăn được nửa miếng bít tết, ông nội lại bất ngờ nhận cuộc điện thoại của bà Han gọi đến. Cuộc điện thoại vừa dứt thì bệnh tình của ông đột nhiên phát tác và ngay lập tức tại đó quy tiên. Mà tất cả chuyện này không ai khác đều là do bà Han gây ra. Bà ta đã đi tìm bác sĩ của ông nội Seok-hi, từ trong miệng bác sĩ biết được rằng ông ấy phải kiêng rất nhiều loại đồ ăn, đặc biệt là loại thực phẩm như hạnh nhân khô sẽ càng khiến cho áp lực vào tim tăng mạnh, cộng thêm việc nghe được bản ghi âm đó mới khiến ông kích động trực tiếp đi chầu ông bà tổ tiên. Vì không muốn bị ảnh hưởng đến cổ phiếu của tập đoàn nên chỉ tổ chức một lễ tang nhỏ trong gia đình. Người duy nhất yêu thương Seok-hi đã rời bỏ cô ấy, giờ đây chỉ còn lại một mình cô đơn thương độc mã. Điều này khiến cô suy sụp không thể chấp nhận nổi. Seok-hi vốn tưởng rằng bản thân nắm giữ cổ phần lớn nhất trong tập đoàn nên vẫn muốn đọ sức một lần nữa. Không ngờ rằng bà Han sớm đã đem cổ phần thay đổi rồi. Bà ta còn ép cô phải ký giấy chuyển nhượng cổ phần. Lúc này Seok-hi đã rất tức giận, cô chỉ muốn biết rõ một chuyện ông nội là do ai hại chết. Cô nói nếu như nói cho mình biết sự thật thì cô sẽ ký. Bà Han còn bảo đảm với Seok-hi, sau này cô ấy hoàn toàn có thể là một đại tiểu thư thoải mái tiêu tiền. Seok-hi chán ghét lấy một viên kẹo thơm trên bàn cho vào trong miệng và đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Trông bộ dạng cô như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng bà Han là một con cáo già xảo quyệt lập tức nhận thấy có gì đó không đúng. Lập tức yêu cầu vệ sĩ đến cướp điện thoại trong tay của Seok-hi. Hóa ra Seok-hi đã trộm, dùng điện thoại ghi âm lại cuộc nói chuyện ban nãy, bà Han nghe xong liền nói rõ ràng với cô ấy. Ông nội chết là do cô, sau đó liền bật đoạn ghi âm lúc trước lên, Seok-hi sững sờ đứng đơ tại chỗ. Đối diện với sự uy hiếp như thế, cô ấy cũng chỉ có thể ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Sau khi đi ra ngoài, cô ấy liền cảm thấy rất tự trách về cái chết của ông nội. Nhưng vẫn may cô đã đoán được trước và đã chuẩn bị phương án dự phòng bằng cách giấu bút ghi âm vào trước người để ghi lại tất cả mọi chuyện. Cô thầm quyết tâm mình nhất định sẽ báo thù con cá được nuôi trong gia đình thượng lưu thì cũng trở nên thượng lưu. Thức ăn là côn trùng sống còn phải chấm thêm hương liệu cao cấp, hơn nữa còn có hai nữ phục vụ xinh đẹp hầu hạ, bởi vì chủ nhân của chú cá này đắc tội với đại tiểu thư nhà tài phiệt sinh mạng của nó, cứ như vậy mà chấm dứt. Hóa ra, vào lúc Seok-hi đang chuẩn bị đi ra ngoài, cô ấy đã ném bã kẹo trong miệng vào bể cá ở gần đó, khiến cho con cá đi đời nhà ma. Mà hành động này vừa hay dẫn đến một kết quả tốt đẹp là khiến cho bà mẹ kế tức điên. Bà ta quyết định sẽ tổ chức một đám tang thật long trọng. Khách mời đều là những nhân vật có tiếng ở trong xã hội. Để có thể chiêu đãi khách tốt hơn, bà ta còn hào phóng cho mời tới một đội đầu bếp cao cấp. Tang lễ diễn ra vô cùng đình đám, tất cả mọi người trên tay đều cầm hoa cúc trắng trang nghiêm mà đứng xếp thành hàng. Sau một phút mặc niệm, mọi người lần lượt thả đóa cúc trắng trong tay xuống hồ nước. Seok-hi đứng trên lầu vừa cảm thán vừa tức giận. Đám tang của một con cá còn long trọng hơn nhiều so với đám tang của ông cô. Mà như vậy nào có được, bình yên là không có cảnh hay để xem. Lập tức, Seok-hi xuất hiện một thân đỏ rực, tay cầm hoa hồng đỏ đến trước ảnh con cá cất giọng, "Cá ơi, tạm biệt." Nói rồi cô ném bông hoa hồng xuống dưới hồ. Sắc đỏ của hoa hồng đối lập với màu trắng của hoa cúc trông thật rực rỡ, chói mắt. Ngay sau đó cô liền thư thái rời đi. Ông Mo từ phía xa quan sát liền không thể nào tiếp tục chịu đựng hành động gây sự làm càn của Seok-hi nữa. Sợ rằng bản thân sẽ có ngày gặp quả báo sớm nên ông đã tìm tới thường vụ Han thương lượng nhanh chóng đem quyền thừa kế tập đoàn MC cho người con thứ hai. Vì muốn để cậu hai sớm ngày tiếp nhận tập đoàn, họ đã nhanh chóng thảo luận và đưa ra phương án cuối cùng là để cho các thành viên trong gia tộc ký tên từ bỏ cổ phần. Biết được những thông tin này thông qua Eon Jo, Seok-hi quyết định sẽ mượn cơ hội này khiến cho gia đình họ mâu thuẫn nội bộ. Quả nhiên, khi tin này để lộ ra thì những người trong nội bộ tập đoàn bắt đầu chia phe ra. Đầu tiên, họ tìm tới Na-ji, mẹ của cậu ba, trực tiếp đưa cho cô ta giấy tờ mảnh đất rộng 20.000 m², kêu cô ta chuyển cổ phần của cậu ba đi. Vốn tưởng đây sẽ là một con cá ngu ngốc dễ bị dụ nhất, nhưng lại bất ngờ nhận được lời từ chối của cô ta. Hóa ra,
Seok-hee đã đoán được kế hoạch và tới tìm cô ta nói cô đừng ký tên lên hợp đồng cổ phần, nếu không hậu quả sẽ là bị người trong gia tộc đuổi cổ. Mục tiêu thứ nhất không thành, mục tiêu tiếp theo chính là con dâu thứ, vợ của cậu hai. Đi rất nhanh. Mục tiêu tiếp theo chính là con dâu thứ, họ cũng vô cùng hào phóng đưa ra một hợp đồng ly hôn giá trị cao. Thế nhưng con dâu thứ cũng trực tiếp từ chối. Cô còn thể hiện bản thân rất yêu chồng của mình. Điều này khiến cho người thực hiện nhiệm vụ đưa luôn. Tất nhiên, đây cũng chính là tác phẩm của Seok-hee. Cô đã nhắc nhở chị dâu đây chưa phải lúc ly hôn. Đợi tới khi cậu hai lên là người thừa kế thì ly hôn lúc này liền có giá trị cao hơn rất nhiều. Còn cậu cả bên này mỗi ngày đều theo đuổi ước mơ làm đạo diễn của mình, còn đang cần tiền gấp để xoay vòng vốn cho công ty, thì sao có thể đồng ý với việc từ bỏ cổ phần. Thường Vũ Han biết kế hoạch thất bại liền đổ nghi ngờ lên người Eon Jo. Có chút lo lắng nhưng Seok-hee lại đưa cho anh ta một phần tư liệu nói anh đưa cái này cho bà ta thì nghi ngờ sẽ được đập tan. Seok-hee vốn dĩ cho rằng bà ta sẽ không tiết lộ phần tư liệu này, nhưng không ngờ người đàn bà này lại trực tiếp đưa tin Na-ji chưa cưới đã chửa cho truyền thông, đồng thời còn đang giấu một đứa con trai hơn 10 tuổi. Na-ji phẫn nộ mà tới tìm Thường Vũ Han muốn cùng bọn họ cá chết lưới rách, nhưng cô ta đã đánh giá thấp thủ đoạn của bà ta rồi. Bà ta đã sớm làm giả giấy kiểm định con ruột. Na-ji nghe xong liền sụp đổ. Mà Seok-hee sau khi biết được chuyện này do bản thân tạo ra, liền ở trên bản tin, trực tiếp nói ra thân phận của bố đứa trẻ chính là chủ tịch của tập đoàn MC. Chưa dừng lại ở đó, cô còn liền đi Na-ji, xuất thân là diễn viên dẫn về nhà. Cuộc chiến gia tộc giới thượng lưu đầy ác liệt lại lần nữa bắt đầu. Bởi thông tin mật về việc thừa kế đã bị bại lộ, mà người đáng nghi nhất chỉ có thể là anh chàng chân ướt chân ráo mới gia nhập tổ chức Eon Jo. Hiệu quả làm việc của Top quả không có gì nghi ngờ, rất nhanh đã điều tra ra thân phận thật của Eon Jo. Bất ngờ lại điều tra ra Eon Jo, vậy mà đã chết từ 15 năm trước sau một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Tin này khiến bà Han cảm thấy thân phận thật sự của Eon Jo không hề đơn giản. Hóa ra, họ biết được bí mật này từ chỗ người hàng xóm. Người bố hiện tại của Eon Jo bởi vì gia đình từng xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, nên đã mất đi vợ và con trai. Và điều đó cũng có nghĩa là, thân phận hiện tại của Eon Jo đã mất trong vụ tai nạn năm đó rồi. Bà Han gọi Eon Jo tới để đối chất. Vốn tưởng đây là một anh chàng ngốc nghếch nhưng không ngờ lại ứng biến rất tốt. Anh nói mình không có đoạn ký ức đó, những thứ mà anh nhớ hôm đó sau khi tỉnh lại là mình đã ở nhà của bố rồi. Người bố đột ngột mất đi con trai đã coi anh như con trai của ông ấy. Hai người họ đã chung sống với nhau như bố con, cứ như vậy mà chung sống đến tận bây giờ. Anh còn nói thực ra mình cũng rất tò mò về thân phận lúc nhỏ của mình. Một pha trả lời rất mượt đến từ Eon Jo khiến bà Han không thể nào tin nổi. Để tiếp tục thăm dò, bà Han lần này giao cho Eon Jo một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là ngăn cản buổi ban hành quyền kế nhiệm của quốc hội. Các thành viên khác đều bất ngờ mở to mắt kinh ngạc, vì không nghĩ bà sẽ giao một nhiệm vụ quan trọng này cho người mới như anh. Eon Jo cũng rất ngạc nhiên, nhưng vẫn đảm bảo với bà mình chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bà còn dặn dò để cho Eon Jo sử dụng máy tính chủ. Mọi người đều nhận thấy đây chính là sự thăm dò của bà ta đối với Eon Jo, nhưng anh chàng này lại vô cùng hồn nhiên ngồi vào máy chủ lập tức tìm kiếm thông tin về vụ án năm đó của mẹ mình. Anh chàng này cũng quá mức to gan, nếu mà bị phát hiện thì chỉ có đi đời nhà ma. Mà bên này, thấy giao nhiệm vụ không thành công, bà Han chỉ có thể tự thân vận động, tự mình tới tìm Na-ji muốn cô ta ký vào bản cam kết chuyển nhượng cổ phần. Nhưng một người coi tiền như mạng sống giống như cô ta làm sao có thể đồng ý cô chứ? Đàm phán không được, bà Han chuyển qua uy hiếp cô bằng việc cô đã từng tiếp nhận chuyển máu chống lão hóa bất hợp pháp. Không ngờ việc này lại không uy hiếp được Na-ji, cô cho rằng bà sẽ không thể nào vạch trần chuyện xấu đó của mình được. Bởi nếu sự việc đó bị lộ, cô ấy sẽ công bố chuyện chủ tịch tập đoàn MC Group có con riêng với công chúng, đến lúc đó thì cá chết lưới rách, cả hai sẽ cùng bị thiệt, mà cổ phiếu tập đoàn cũng sẽ vì chuyện này mà rớt giá không phanh, danh tiếng của gia đình tài phiệt sẽ bị tổn thất. Tất nhiên, cuộc đàm phán này là bất thành, nhưng có vẻ cô nàng này thách thức nhầm người rồi, bà Han không phải người dễ mà uy hiếp. Bà ta rất nhanh liền đưa bí mật của Na-ji tới cho đám phóng viên, mà tòa soạn nào có thể bỏ qua một tin tức nóng hôi hổi này chứ? Thêm vào sự hỗ trợ của tổ chức, tin tức về Na-ji như dự đoán đã nổi như cồn. Tất nhiên, kết quả mà người phụ nữ này gánh chịu sẽ là mất hết sự nghiệp, danh tiếng bị hủy hoại. Nhưng phải kể đến người tổn thương nhất là cậu con riêng Seo-jin. Vì chuyện của người lớn, mà ảnh hưởng tới cậu bé khiến cậu không dám đi học hay gặp mặt bạn bè của mình. Chỉ có thể trốn trong nhà. Mà Seok-hee vẫn luôn yêu quý cậu em trai cùng bố khác mẹ này, nhìn thấy cậu bé tổn thương như vậy liền đưa ra một kế sách. Trên bản tin hàng đầu Hàn Quốc, xuất hiện hình ảnh Seok-hee trực tiếp vạch trần chủ tịch tập đoàn MC có con riêng, mà người đó không xa lạ lại chính là nữ minh tinh Na-ji. Tin tức này vừa đưa lên lập tức khiến Giang Cư Mận bùng nổ, thi nhau chia sẻ tin tức sôi sục này. Văn phòng của Top lập tức trở nên náo loạn, mà phải công nhận bà Han quả là một nữ cường tài giỏi. Trong nháy mắt liền nghĩ ra kế sách đối phó.
Trước tiên bà ấy ra lệnh cho thuộc hạ của mình gây sức ép với đài truyền hình kia, yêu cầu họ không được cho xuất hiện bản tin nào liên quan đến chuyện này nữa. Nếu không, tập đoàn sẽ lập tức dừng hợp tác quảng cáo với họ và sắp xếp cho Eun Jo trong 24 giờ tới không được rời khỏi người Seok-hi nửa bước, không thể để cô có cơ hội bày thêm trò gì nữa. Lần này bà đích thân ra trận, bà ta sắp xếp một buổi họp báo với phóng viên mà hành động này khiến các thuộc hạ của bà ta vô cùng bất ngờ, mau chóng ra lệnh cho người làm ở biệt thự luôn chuẩn bị sẵn trong chế độ chờ. Có vẻ như họ đã coi thường bà rồi. Buổi họp báo rất nhanh đã diễn ra, mà nhân vật chính này lại không ngờ tới lại chính là anh bạn Eun Jo, suốt ngày chỉ biết lêu lổng uống rượu lái xe. Mà một tin tức chấn động hơn lại là anh ta nói trước đám phóng viên, nhà báo rằng anh ta mới là bố ruột của con trai nữ diễn viên Nazi. Đám phóng viên bên dưới nháo nhào thảo luận. Có vẻ Eun Jo đã cứu được một bàn thua trông thấy. Vậy Seok-hi sẽ phản ứng như thế nào? Trước đó có nhắc đến nhiệm vụ mà tổ chức top đã giao cho Eun Jo đó là ngăn cản buổi ban hành quyền kế nhiệm của quốc hội. Rốt cuộc là đã tiến hành đến giai đoạn nào rồi? Thì ra, mục đích của việc này là nếu như quyền kế nhiệm được thông qua sẽ dẫn đến việc Eun Jo tiếp nhận tài sản của tập đoàn bọn họ bắt buộc phải nộp cho chính phủ một phần thuế rất lớn. Mà để làm giảm thiểu khoản thuế khổng lồ này thì cần có những hội viên quốc hội cùng một ruột với họ. Thế nên những ứng viên mới này để nhận được một cái kết bị dọn sạch sẽ. Không biết là do bản thân thông minh hay do làm việc một thời gian dài trong tổ chức mà khiến cho thủ đoạn của Eun Jo ngày càng lợi hại. Anh ấy lợi dụng một mỹ nữ bên cạnh một thành viên quốc hội quay lại các hành vi thác loạn của họ cùng những mặt xấu trong gia đình họ. Một buổi hội họp được tổ chức, hành động vừa đấm vừa xoa, bà tặng mỗi người một chiếc xe sang chảnh. Mọi người thấy lễ vật liền có chút động lòng. Cuối cùng, một câu cạn ly của ông Mo đã thành công mua chuộc được đám quốc hội này. Vì đã khống chế được quốc hội mà thế lực của ông Mo lại càng thêm kiên cố. Có điều để có thể tiết kiệm được một số tiền thuế không nhỏ, thì họ vẫn phải tiếp tục phải sử dụng thủ đoạn xấu xa như thế này. Mà có được thu hoạch lớn như thế này, đương nhiên là không thể không kể đến công lao của Top. Ông Mo đã mở một buổi tiệc mời các thành viên của Top tới dùng bữa cùng người nhà mình tại biệt thự. Mặc dù không nhìn thấy Seok-hi nhưng những dịp đông vui như thế này, đâu thể thiếu được cô. Khi mọi người vừa nâng chén cạn ly thì bất ngờ Seok-hi xuất hiện. Đặc biệt hơn, cô còn mang đến một tệp đính kèm. Nazi bước vào dưới con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Hóa ra Seok-hi muốn giữ Nazi lại ở ngôi nhà này để đối phó với người mẹ kế đã hãm hại mẹ ruột của mình. Đương nhiên hai vị chủ tịch và phu nhân của chúng ta đều không hy vọng người phụ nữ này sẽ ở lại đây. Ông Mo gọi một mình Nazi tới phòng khác rồi yêu cầu cô ta mau chóng rời khỏi đây. Lúc này không phải lúc thể hiện khả năng diễn xuất thì còn chờ khi nào đây? Nazi khuôn mặt khóc lóc, kể lể đầy đáng thương trước mặt Cheon-hi khiến ông cũng đầy bất lực. Người đàn ông này vậy nhưng lại là một người đàn ông thiếu chủ kiến, không biết xử lý chuyện này ra sao, ông lại tới chỗ bà Han xin ý kiến. Ngoài dự đoán, bà Han lại đưa ra câu trả lời đầy bất ngờ, hãy để cho Nazi ở lại đây. Hóa ra Seok-hi hãy để Nai có thể ở lại đây, nên đã đưa ra chú ý này với Nazi. Cô bảo Nazi hãy xuất bản một cuốn tự truyện để vạch trần tội ác của nhà mình, và đem tin tức này chuyển đến tay của tổ chức Top. Bà Han vì để đảm bảo những tin tức kia không bị bại lộ, cho nên đã chủ động làm yên lòng Nazi bằng cách để cô ta được ở lại ngôi nhà này. Không ngoài mong đợi, kế hoạch của Seok-hi đã thành công, chủ tịch nghe thấy điều này chỉ đành chấp nhận. Mặc dù có thể ở lại biệt thự nhưng một núi không thể có hai cọp, vì thế, cuộc chiến của hai người phụ nữ trong ngôi nhà này lại hay ho rồi đây. Quả nhiên sáng sớm hôm sau, Nazi liền mặc một chiếc váy ngủ đi từ phòng của ông Mo ra vừa, hay chạm mặt bà. Bà ta nóng máu muốn điên lên nhưng không thể làm gì được. Bà ta chất vấn cô sao dám đi vào phòng đó, nhưng Nazi cho rằng hai người họ đã chia phòng ngủ, vậy thì sao còn quan tâm ông ấy ngủ với ai? Một hồi chọc tức khiến bà ta điên lên, nhưng chưa dừng lại ở đó. Hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của chủ tịch và phu nhân, mà ngày tốt như vậy đâu thể thiếu được việc tốt của Nazi. Không ngoài dự đoán, Nazi tiến đến khiêu khích, bà đã già rồi mà tôi lại trẻ trung như thế này, còn có một cái nữa, đó chính là tôi có thể sinh con. Cay, cay lắm. Bên này, Eun Jo từ chỗ Eun Jo biết được số cổ phần của mình, giảm từ 30% xuống còn 10%, không những thế còn nhận được sự khiêu khích từ em trai, nhưng vì bảo vệ số cổ phần còn lại nên anh đành phải cắn răng chịu đựng. Eun Jo tới tìm gặp Jae-guk để thương lượng và uy hiếp bà ta. Hiện tại có vẻ như quyền lực của bà ta không còn được như trước nữa. Hình như giữa họ đã có một giao ước gì đó, và bà Han là người đã vi phạm giao ước đó. Nhìn bộ dạng Eun Jo vô cùng ung dung ngồi đó, tôi biết chắc rằng anh ta cũng không phải dạng vừa đâu, mà bà Han cũng đã có sự chuẩn bị cho việc này rồi. Một cuộc điện thoại, bà ra lệnh cho Eun Jo điều tra về những mối quan hệ xung quanh Nazi, và bà ta cũng nhấn mạnh điều tra xem giữa Nazi và Eun Jo liệu có mối quan hệ gì không. Không ngờ lại thật sự có mối quan hệ thật. Từ miệng bạn thân của Nazi, Eun Jo điều tra ra được Nazi và Eun Jo trước đây, vậy mà là người yêu của nhau, họ còn có video mà hai người họ tình tứ. Đúng là hảo bạn thân mà. Không chờ tin tức nguội, buổi tối hai người họ được mời tới nhà hàng nói chuyện,
Nhưng chưa nói gì bà Han đã đưa ra đoạn video đó và đe dọa, nói họ mau chóng đi nước ngoài đi, còn chuyện 30% cổ phần hãy quên đi. Như vậy bà ta sẽ giấu kín bí mật này. Quả không hổ là một con cáo già lâu năm, một mũi tên trúng hai con nhạn mới là phong cách của bà. Wan So lúc này vẫn rất ung dung cả khịa bà Han, nhưng trước chứng cứ rõ ràng như vậy, hai người họ sẽ làm thế nào đây? Mặt khác, bà ta cũng tới tìm Wan Jo, nhưng không lòng vòng, bà trực tiếp đâm thẳng, cậu là người chuyển giới đúng không? Đây là một lời khẳng định, không ngờ rằng người thừa kế của tập đoàn lại là người chuyển giới. Hóa ra là từ khi kết hôn, hai người họ đã ngủ riêng trước nay, chưa từng làm những chuyện mà bao cặp vợ chồng khác vẫn làm. So Jin cũng đã không thể nào chịu nổi việc Wan Jo đối xử với mình như vậy. Cô ấy đã có ý định ly hôn từ lâu rồi, nhưng bởi vì Wan Jo là người được lựa chọn là người thừa kế, vì muốn được chia nhiều tài sản hơn cho nên mới kiên trì đến tận bây giờ. Theo quy định của pháp luật, ly hôn có thể được chia đến 10% tài sản. Nếu như vậy thì đây là một món tiền không hề nhỏ, nhưng Wan Jo làm sao có thể để cô ta đạt được mục đích cơ chứ? Anh ta nói với bà Han xử lý việc này. Lợi dụng việc So Jin mời đầu bếp về để học, rồi khiến cho So Jin có tình cảm với người đầu bếp, họ chụp ảnh lại và hôm nay cho gọi cô đến. Bà Han đưa ra bức hình chụp trộm và các chứng cứ đòi tiền trợ cấp. Đối mặt với sự chất vấn của cả gia đình, cô ấy nghĩ đến việc chỉ một mình bản thân cô phải gánh chịu tất cả những việc này, mà tức tối bật khóc. Ông Mo cất lời cay độc, đúng là nỗi xấu hổ của gia đình mà những thứ giáo dục mà cô nói chính là cùng với người đàn ông khác đi khách sạn sao? So Jin vừa khóc vừa chỉ trích bọn họ. Từ ngày kết hôn, đến bây giờ chúng ta chưa từng là một cặp vợ chồng thật sự thiếu bổn phận của người phụ nữ sao? Vậy thì còn bổn phận của người đàn ông thì sao? Lúc này cô mới nói ra, thì ra cô và chồng lấy nhau 6 năm nhưng chưa từng ngủ chung, vậy nên không thể nào xuất hiện con được. Seok-hi lúc này không nhịn nổi nữa mà lên tiếng, người chồng không xem xét lại bản thân mình mà lại đi đổ lỗi cho vợ. Anh không cảm thấy xấu hổ sao? Anh ta chưa kịp phản biện thì bà Han đã lên tiếng, nếu như cô nói vậy thì chẳng lẽ tất cả mọi người đều có thể đi ngoại tình, hay sao? Seok-hi lại vô cùng thản nhiên nói, ngoại tình không phải truyền thống của gia đình này sao? Ông nội, bố, anh trai và còn có mẹ kế nữa, mấy người đều đang ngoại tình mà còn dám lên mặt dạy dỗ người khác sao? Bà mẹ kế bị nói trúng tim đen chột dạ liền lớn tiếng nói Seok-hi. Ông Mo đưa ra hai lựa chọn cho So Jin, hoặc là lựa chọn ly hôn rời khỏi ngôi nhà này, nhưng sẽ không nhận được bất cứ đồng tiền nào cả, hoặc là vĩnh viễn bị nhốt ở đây, mà một người đã chịu nhiều tổn thương như So Jin đã không thể nào chịu đựng thêm nữa, không do dự mà lựa chọn ly hôn. Seok-hi tới tìm So Jin để an ủi cô còn đưa ra một sợi dây chuyền, mong So Jin hãy giúp mình bảo quản. Hơn nữa, cô mong sau này So Jin hãy giữ liên lạc với mình. Lúc So Jin đối mặt với sự bắt nạt của mọi người trong gia đình, thì cũng chỉ có mình Seok-hi lên tiếng giúp cô. Cho nên So Jin đã đồng ý với yêu cầu của Seok-hi. Vốn tưởng đá con dâu ra ngoài là xong nhưng không ngờ, sau một đêm suy nghĩ, Seok-hi lại quyết định sẽ giúp người chị dâu lấy lại số tiền bồi thường vốn thuộc về cô ấy, bởi So Jin đến thời điểm hiện tại vẫn là một cô gái trong trắng. Cho nên, Seok-hi quyết định sẽ đưa cô ấy tới bệnh viện để kiểm tra, để làm rõ sự việc rồi còn mang theo bức ảnh Wan Jo ở cùng với cô gái khác tới tìm bà Han yêu cầu gia đình họ phải bồi thường cho So Jin. Tại đây cô, vô cùng tự tin đưa ra giấy chứng nhận mình vẫn còn là nguyên đai nguyên kiện. Mọi người khi này vô cùng thắc mắc, chẳng phải là cô có qua lại với người đầu bếp hao hay sao? Hóa ra, cô chỉ là ngoại tình trong tư tưởng mà thôi. Nhờ lớn lên trong một gia đình tri thức nên cô thấm nhuần tư tưởng trinh tiết, mà cũng không ngờ một ngày cô phải sử dụng đến nó. Kết quả, So Jin thuận lợi lấy được số tiền bồi thường. Nhưng có một điểm đáng ngờ ở đây là bức ảnh mà Wan Jo ở cùng một cô gái khác là thế nào đây? Bên cạnh cuộc chiến thừa kế này thì nhiệm vụ điều tra về cái chết của mẹ Seok-hi và giải oan cho mẹ của Eon Jo cũng đang được thực hiện. Sau một thời gian đai điều tra, Eon Jo tìm thấy nhà báo Kim, ông có những manh mối liên quan đến vụ án năm đó. Trước những lời nói thành khẩn của Eon Jo, ngọn lửa công lý trong ông Kim đã bùng cháy, đáp ứng lời cầu xin của chàng trai trẻ đầy kiên định này. Thế là hai người họ đã cùng hợp tác để tìm ra chân tướng. Eon Jo nói với Seok-hi về việc hợp tác. Seok-hi cũng chia sẻ về việc thu hoạch của mình. Cô đã thuê một thám tử điều tra về nhân tình của anh trai, không ngờ lại có kết quả. Hóa ra cô cũng đã điều tra ra được anh trai thứ hai Wan Jo là người chuyển giới. Mà cái gì cô biết thì mọi người cũng biết. Tua lại tình tiết sau khi người vợ cũ đưa ra giấy xét nghiệm còn là con gái, khi đó bà Han đã đến tìm Wan Jo xác nhận anh có phải người chuyển giới không. Khi đó anh ta còn lấp liếm bằng cách nói không phải bà đã có ảnh tình nhân của anh sao. Nhưng nhìn bức ảnh đó liền rõ, cô gái trong bức ảnh hoàn toàn giống với Wan Jo. Tuy rằng cải trang rất kỹ, nhưng mà những đường nét này vẫn không khỏi giống như hai giọt nước nha. Và sự thật này sao có thể lọt qua được mắt của bà Han. Tuy vậy nhưng bà vẫn đồng ý giúp anh che giấu. Bên này, ông Kim liên lạc với Eon Jo nói có bằng chứng quan trọng muốn nói với anh. Thì ra là 15 năm trước, sau khi mẹ của Seok-hi bị giết, bà Han đã xóa đi đoạn video camera giám sát ngày hôm đó.
vị quản gia đã lén gọi cho ông nói về vụ việc ngày hôm đó, và ông cũng đã lên một bài báo về việc này, nhưng đáng tiếc là bài báo vừa lên đã lập tức bị gỡ bỏ. Đồng thời ông cũng lập tức bị sa thải. Ông Kim cho mọi người xem đoạn video mà mình có. Trong video xuất hiện hình ảnh của tất cả mọi người trong gia đình, chủ tịch, phu nhân, con trai lớn, con trai thứ hai và bà Han. Nói cách khác, mọi người đều có thể là hung thủ. Như vậy, muốn tìm ra người đó cần phải biết được thời gian cụ thể mẹ Seok-hi bị sát hại. Sau đó tìm kiếm người đã xuất hiện vào thời điểm đó sẽ là người tình nghi lớn nhất. Đáng tiếc là thời gian tử vong của mẹ cô chỉ được ghi lại ở hồ sơ vụ án, mà hồ sơ này sớm đã bị bà Han niêm phong, đồng thời không rõ được cất giữ ở đâu. Nhà báo Kim gợi ý rằng có thể tìm manh mối từ vị thẩm phán năm đó. Nhưng người đó là không rõ tung tích nhiều năm, việc tìm được không phải là dễ dàng. Eon do nhờ bạn tốt cảnh sát của mình giúp đỡ tìm địa chỉ của thẩm phán. Seok-hi có chút suy đoán, liệu có phải anh trai thứ hai là người chuyển giới, mà điều này bị mẹ cô phát hiện nên mới mang đến họa sát thân hay không? Trở về nhà, cô còn dùng những chứng cứ mình thu thập được để thăm dò Wanjo về bí mật của anh ta, nhưng có vẻ không thành công cho lắm. Anh ta vô cùng bình thản, không lộ ra chút sơ hở nào. Trong khi đó, bà Han tới tìm ông mong muốn nhanh chóng sắp xếp cho Wanjo thừa kế cổ phần, tránh đêm dài lắm mộng. Chắc hẳn bà ta lo sợ ông Mo sau khi biết chuyện sẽ thay đổi ý định. Chuyển cảnh, mẹ của Seok-hi là một họa sĩ nổi tiếng khi còn sống. Vì vậy mà bà phu nhân này muốn đem di tác của mẹ Seok-hi biến thành của riêng mình. Tuy nhiên bà Han lại cảnh cáo phu nhân tuyệt đối không được làm như vậy, bởi với sự thông minh của Seok-hi nhất định sẽ nhìn ra manh mối. Như vậy thì mọi chuyện sẽ đều vỡ nở cả. Nhưng khi này Seok-hi lại phát hiện ra một người giả gái quen mắt. Seok-hi tìm được người lên kế hoạch triển lãm tranh năm đó, vừa hay người đó là học muội của mẫu thân Seok-hi. Cô ấy cho đối phương hình ảnh Wanjo cải trang thành con gái. Cô hỏi đối phương xem người này có gì đáng nghi không, nhưng cô ấy lại biểu thị vào thời điểm đó, mẹ Seok-hi đang nói chuyện với một người con trai. Seok-hi càng lúc càng cảm thấy Wanjo vô cùng đáng nghi. Khi cô đang rời đi thì lại bị đối phương gọi lại nói gần đây, trên thị trường xuất hiện không ít những bức tranh tương tự, như phong cách vẽ của mẹ Seok-hi. Seok-hi lập tức nhận thấy kỳ quái, liền lái xe tới phòng trưng bày của mẹ kế. Quả nhiên phát hiện, bức tranh của mẹ mình thế nhưng lại trở thành tác phẩm của mẹ kế. Seok-hi tức giận ném tác phẩm xuống đất. Phía bên văn phòng của Top nhận được tin tức lập tức đưa người đến. Eon do kéo Seok-hi đang mất bình tĩnh sang một bên. Lúc này anh mới biết thì ra mẹ kế chính là người đã chiếm đoạt tranh của mẫu thân. Như vậy khả năng bà ta chính là hung thủ sát hại mẹ cô lại càng cao hơn một bậc. Đến ngày sinh nhật của mẹ kế, cả gia đình đang có một bữa cơm thân mật. Những người trong tầng lớp thượng lưu đều gửi tới những món quà quý giá, trong đó còn có một món quà vô cùng đặc biệt. Là một sấp ảnh, phu nhân nhìn thấy liền chết lặng. Không ngờ đó lại là những bức ảnh của con trai thứ hai của mình. À, không phải là đứa con thứ hai chứ? Ông Mo ngồi bên cạnh nhìn thấy biểu cảm lạ thường của vợ mình liền giằng lấy và phát hiện ra một tin tức động trời. Bức ảnh một cô gái xinh đẹp nhưng lại mang khuôn mặt của con trai mình liền tức muốn tăng xông. Ông không thể nào tin nổi, con trai mình là người chuyển giới. Ông chất vấn Wanjo với mong muốn anh nói đó là sai sự thật, nhưng biết giấy không gói được lửa nên anh đã thừa nhận. Ông tức giận đuổi anh ta ra ngoài, còn mình cũng rời đi. Thực ra phu nhân đã sớm biết con mình có vấn đề, nhưng bà vẫn cố chấp, dù con bà có khuynh hướng tính dục không được bình thường, thì vẫn là đứa con bà yêu nhất. Bà vẫn sẽ nghĩ cách để cậu trở thành người kế thừa của MC Groups. Bà Han cảnh báo Wanjo không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, ngay cả 10% cổ phần cũng không thể giữ được. Bà Han cũng bật chế độ báo động đỏ đối với Wanjo và Seok-hi. Khi này, Wanjo ngoài mong đợi đã ký thành công hợp đồng với công ty nước ngoài này. Mà điều này bà Han đã khiến cho không ít người không thực hiện được. Hóa ra, thực tế là chủ tịch phía đối tác cũng là người đồng tính. Vậy nên hai người đã có nhiều điểm chung nên dễ nói chuyện. Bà Han nhận thấy việc Wanjo chính là một ứng cử viên sáng giá cho chức vị chủ tịch. Tuy nhiên thì ông Mo sau khi biết được tin sốc đó liền muốn thay đổi người thừa kế. Nhưng bà Han lại bày tỏ khuynh hướng tình dục không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Đồng thời Top sẽ chịu trách nhiệm che đậy vấn đề này. Bà Han triệu tập mọi người cùng nhau nghĩ ra giải pháp. Eon do đề nghị có thể mượn điều này làm cơ hội để mở ra một thị trường mới. Còn việc đề phòng hình ảnh cải trang thành nữ của Wanjo bị bại lộ thì có thể che lấp bằng việc xây dựng một bộ phim về người đồng tính, sau đó cho Wanjo xuất hiện với hình ảnh cải trang thành nữ. Như vậy thì sau này nếu có lộ ra những bức ảnh Wanjo mặc đồ nữ thì cũng không phải vấn đề. Bà Han đối với ý tưởng của Wanjo vô cùng hài lòng. Mặt khác, vị quản gia năm đó đã tìm cơ hội tránh thoát khỏi sự giám sát của Top, đến tiệm thịt nướng của bố Wanjo thông báo tin tức. Không ngờ rằng trong nhiều năm qua cô đã âm thầm tìm kiếm thẩm phán năm đó. Cuối cùng, ông trời không phụ lòng người, cô đã điều tra ra thẩm phán Lee và vợ ông đã định cư ở Mỹ. Vị luật sư này nhân danh pháp lý đã nhân chuyến đi cùng con gái đến Mỹ. Ông đã tiếp cận được một người quen của thẩm phán Lee và biết tin ông ta sẽ về nước. Bởi vụ án này không dễ dàng gì để xin xét xử lại, vậy nên mọi thứ phải được chuẩn bị một cách đầy đủ nhất.
Bằng một cách nào đó, thẩm phán Lee lặng lẽ về nước gặp Eon Jo. Khi này chân tướng lại một lần nữa được vén ra. Năm đó, vợ ông ấy bị bệnh nặng, để cứu vợ, ông đành bất đắc dĩ phải hợp tác với Top. Nhưng ngay sau khi vụ án kết thúc, ông đã từ chức và đưa vợ con đến Mỹ sinh sống. Và hồ sơ về vụ án năm đó đã được đưa đến tay Eon Jo. Ông Lee hy vọng anh sớm có thể tìm ra chân tướng vụ án năm đó. Nghiên cứu hồ sơ, Eon Jo phát hiện thời điểm tử vong của mẹ Seok-hee là 4 giờ chiều. Cậu nhớ lại ngày hôm đó, người mẹ bị yêu cầu sớm trở lại làm việc nên không kịp nấu ăn cho cậu. Bà chỉ có thể tới cửa hàng tiện lợi mua một ít mì gói cho Eon Jo. Bởi xuất phát từ kỷ niệm vậy nên cậu vẫn nhớ rất rõ khi đó, thời gian in trên biên lai. Phỏng đoán thời gian bà trở về biệt thự trùng với thời điểm mẹ Seok-hee bị sát hại khi đó. Như vậy, mẹ của Eon Jo cũng không thể thoát khỏi hiểm nghi. Bên này, ông Mo vẫn không thể chấp nhận định giới tính của con trai thứ hai, nên ông muốn quay xe nâng đỡ cho con trai lớn trở thành người thừa kế của tập đoàn MC. Không ngờ lại bắt gặp sự phản đối mạnh mẽ của bà Han. Bà cho rằng Won So là người thích tự do, không thích hợp để quản lý tập đoàn. Hai người bất đồng ý kiến. Bà Han trở về văn phòng của Top thảo luận về ý kiến ông Mo muốn thay thế người thừa kế thành con trai lớn. Nhưng bất ngờ là mọi người đều đồng ý. Đúng lúc này, Won So bước vào mang theo một bó hoa lớn, muốn lôi kéo bà ta. Nhưng bà chỉ lạnh lùng tuyên bố mình sẽ không đặt cược vào anh. Trở về với vụ án, Eon Jo và Seok-hee thảo luận nếu muốn thành công không, thì không còn cách nào khác ngoài việc trước hết phải lật đổ bà Han. Seok-hee tìm tới vị công tố viên khi đó, muốn ông có thể giúp mình lật đổ Han Jae-guk. Thế nhưng ông ta lại có vẻ rất xem thường nữ chính của chúng ta. Ông ta lại không biết người giữ spotlight là ai rồi. Seok-hee lập tức đưa ra chứng cứ về tội tham nhũng của ông khiến ông ta xanh mặt. Cô đe dọa nếu ông không hợp tác thì sẽ cho ông nổi nhất Hàn Quốc. Vì quá sợ hãi, ông ta đã nhanh chóng tới mách với bà Han. Bà Han cũng bất lực với đám đàn ông yếu đuối này. Nhưng cũng nhờ vậy mà bà phát hiện, mục đích cuối cùng của Seok-hee là vụ án 15 năm trước. Nhưng bà cũng có chút thắc mắc, mọi dấu vết năm đó đã được bà xử lý sạch sẽ. Vậy thì cô đã tìm manh mối từ đâu đây? Cùng lúc này, Top cũng đã phát hiện ra thẩm phán Lee đã bí mật trở về nước. Hơn nữa, còn phát hiện Eon Jo cùng Seok-hee đi nhau đi câu lạc bộ đêm, nhưng không phải để vui chơi mà đã mượn phòng VIP để tổ chức một cuộc họp. Đồng thời, họ còn phát hiện ra manh mối về người bảo mẫu năm đó. Liên kết những manh mối lại với nhau, bà Han liền suy đoán Eon Jo chính là con trai của người bảo mẫu năm đó. Và hiện tại anh và Seok-hee đang cùng nhau hợp tác điều tra vụ án 15 năm trước. Người phụ nữ này quả thực quá mức thông minh. Bà ngay lập tức chỉ đạo cấp dưới ứng phó khẩn cấp, đồng thời cùng cho gọi Eon Jo tới văn phòng đối chất. Không lòng vòng, bà trực tiếp đâm thẳng vào vấn đề. Bà nói mình đã biết được kế hoạch của anh và Seok-hee. Nhưng có một vấn đề đó chính là về mặt pháp lý, thì anh không phải là con của bà ấy nên không có quyền nộp đơn tái thẩm. Nhưng anh lại trả lời, tuy không thể lấy thân phận đó nhưng có thể lấy thân phận luật sư để nộp đơn. Nhưng đối với Eon Jo vẫn còn non và xanh lắm, cáo già Han Jae-guk đã sớm bịa ra chứng cứ tham ô của Eon Jo, rồi cho người tới bắt cậu. Cứ như vậy, cuộc điều tra của Seok-hee và Eon Jo vừa mới có chút tiến triển liền gặp phải sự ngăn cản mạnh mẽ của bà Han. Đối mặt với tình huống như thế này, hai người sẽ đối phó như thế nào đây? 13 đến 14 ngoài ra, bà ta còn muốn diệt cỏ tận gốc, điều cảnh sát ô giúp đỡ Eon Jo đến bộ giao thông vận tải và quét sạch văn phòng của nhà báo Kim. Sau khi nhận được tin tức, Seok-hee lập tức lái xe tới gặp bà Han. Bà ta mượn cơ hội này, bày tỏ yêu cầu muốn cô từ bỏ xét xử lại vụ án. Như vậy thì Eon Jo mới được thả ra. Nếu không cậu ta sẽ được đưa đến trại giam. Nhưng Seok-hee cũng đâu phải quả hồng mềm mặc người ta nắn bóp. Cô tỏ thái độ mình và Eon Jo sẽ thực hiện điều này đến cùng. Cô nhất định sẽ nghĩ cách cứu Eon Jo ra. Nàng sẽ nghĩ biện pháp cứu Duẫn Đạo ra. Tuy rằng ý chí của cô rất kiên định nhưng bà Han cũng không phải người dễ bị lung lay. Bà ta tiếp tục cho người gây sức ép đến họ, cả cửa tiệm của bố Eon Jo cũng không tha. Họ cho người tới với lý do tìm kiếm bằng chứng làm lộn xộn trong cửa hàng, càng quá đáng hơn là còn đem bố Eon Jo đẩy ngã. Bà ta đích thân tới gặp bố của Eon Jo trực tiếp bày tỏ ý định. Chỉ cần ông có thể thuyết phục Eon Jo từ bỏ đơn xin xét xử lại vụ án, thì Eon Jo liền có thể bình an vô sự trở về nhà. Còn không thì bà ta sẽ khiến cậu mất chứng chỉ luật sư, và trở thành người có tiền án tiền sự. Nhưng ông là một người bố trên cả tuyệt vời, ông thẳng thừng cự tuyệt, ông ủng hộ con trai mình lên tiếng cho công lý. Bà Han thấy vậy cười nhạt, châm biếm nói, đối với một số người, thua là cuộc sống của họ. Bố Eon Jo nghe vậy thì tức giận hát nước vào người đàn bà này. Seok-hee đến thăm bố Eon Jo, ông khóc lóc cầu xin cô hãy nghĩ cách cứu Eon Jo ra. Seok-hee khẳng định mình nhất định sẽ cứu cậu ấy ra. Rồi cô tới gặp Eon Jo. Oan gia ngõ hẹp, vậy mà người xét xử Eon Jo lại chính là vị công tố viên đã đi xem mắt với cô ấy. Seok-hee hướng Eon Jo nói về đề nghị của bà Han nhưng Eon Jo không muốn tiếp nhận. Bởi đây chính là cơ hội mà họ đã thật vất vả mới có được.
nhưng hiện giờ họ chỉ có 48 giờ trước khi Eonjo bị chuyển tới phòng giam. Nếu Eonjo không muốn cúi đầu, Seokhi chỉ có thể cố gắng một phen. Trong lúc đang nghĩ cách để cứu Eonjo ra thì Seokhi lại vô tình gặp được ông Kim và thư ký. Họ cùng cô nhận mạnh việc không bỏ cuộc và nhấn mạnh vào việc tìm kiếm bằng chứng. Mấy người vốn dĩ trong lòng đều tức giận nên ngay sau khi được Seokhi thuyết phục đã cùng nhau tìm kiếm giải pháp. Trước đó cô biết được hung thủ hại chết ông nội chính là người phụ nữ độc ác kia. Cô nhanh chóng tìm được người quản lý bữa ăn lúc bấy giờ. Hóa ra, vào ngày hôm đó bà ta đã gửi nước sốt hạnh nhân tới cho ông nội. Đây chính là nguyên nhân gián tiếp gây nên cái chết của ông nội. Seokhi đề nghị nhân cơ hội này, sử dụng cả những chứng cứ cũ và mới để lật đổ Han Thường Vụ. Từ việc ngày xảy ra vụ án của mẹ Seokhi, video giám sát bị đánh cắp. Bằng chứng là công tố viên đã mất giấy tờ quan trọng. Đồng thời, nhà báo Kim và cảnh sát Oh đã tìm thấy cảnh sát đã xét xử vụ án năm đó. Khi đó, người cảnh sát đã đưa video giám sát cho phía công tố viên. Và công tố viên đã xóa bằng chứng. Một khi điều này được phát hiện, thì tội danh này có thể đối mặt với bản án 5 năm tù. Bất ngờ khi này Seokhi lại tìm được Wan So. Rõ ràng đối với anh mà nói, nếu muốn kế thừa tập đoàn MC thì chứng ngại lớn nhất chính là bà Han. Vậy tại sao họ lại không hợp tác nhỉ? Tuy rằng có chút động tâm nhưng anh chàng này vẫn là người cẩn thận, không tùy tiện đáp ứng đề nghị của Seokhi. Mà là trước tiên, Wan So thăm dò cách nhìn của Thường vụ Han đối với việc kế thừa của mình. Nhưng không ngờ bà ta lại trực tiếp nói anh vẫn nên tiếp tục làm một đạo diễn. Lúc này anh ta mới chắc chắn mình không có cửa với bà Han nên tất nhiên, đề nghị của Seokhi đã được thông qua. Gần đây chủ tịch và bà Han bởi vì chuyện người thừa kế mà thường xảy ra bất đồng. Vì thế Wan So cũng đi thăm dò quan điểm của bố đối với Thường vụ Han. Cậu giả vờ lơ đãng nói, quyền thường trực của Hàn Quốc là quá lớn. Bây giờ tập đoàn MC thực sự nằm dưới sự kiểm soát của Thường vụ Han và ám chỉ rằng, chức vị đó nên được thay thế rồi. Những lời này vừa hay chọc trúng điểm nhược của ông bố. Từ khi nắm giữ chức chủ tịch, ông vẫn luôn kiêng dè bà ta, thực quyền rõ ràng trong tay Han Jae-guk trong khi ông mới là chủ tịch. Bởi vậy ông im lặng như ngầm đồng ý với Wan So. Mà tất cả những phản ứng này đều được anh cả tường thuật chi tiết cho Seokhi. Nhờ có điểm này mà cô không cần lo lắng cha mình sẽ âm thầm bảo vệ cho người phụ nữ độc ác kia. Cô hẹn gặp mặt thẩm phán Lee nói muốn đối phương giúp mình đưa Han Thường Vụ vào ngục giam, nếu không sẽ xóa bỏ chứng cứ của vụ án năm đó. Nếu thành công, cô sẽ giúp ông ngồi vào vị trí thẩm phán trưởng. Không chỉ như vậy, Seokhi còn nói với thẩm phán Lee về việc chủ tịch Mo và bà Han vì vấn đề thừa kế mà có mối quan hệ rất phức tạp. Nếu ông muốn có mối quan hệ chặt chẽ với chủ tịch thì cách duy nhất là loại bỏ Thường Vụ Han và làm việc với mình. Nhưng thẩm phán Lee lại cho rằng chỉ dựa vào sức mạnh của một mình họ thì rất khó để định tội bà ta. Thế nên Seokhi còn nói thêm mình còn có chứng cứ quan trọng, đó chính là lời khai của vị quản lý đồ ăn kia. Đồng thời cô cũng có bằng chứng của việc bà ta chính miệng thừa nhận đoạn ghi âm của mình nhằm mưu hại ông nội cô. Cùng với anh cả Wan So làm chứng chuyện bà Han sai khiến, nói dối bên ngoài về sự thật người cha ruột của con trai nữ diễn viên Choi Na-ji. Từng ấy chắc là đủ để định tội bà ta rồi. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng thẩm phán Lee cũng đưa ra quyết định sẽ nghe theo kế hoạch của Seokhi. Ông tới thăm chủ tịch Mo thăm dò thái độ của ông ấy. Thẩm phán Lee tỏ ý mình sẽ bắt Thường vụ Han, nhưng có vẻ ông ấy cũng không quan tâm lắm. Công tố viên do tới thẩm vấn Eonjo, anh đưa ra những lý lẽ, bằng chứng chứng minh mình không có tham ô. Anh còn châm chọc cha con anh đều chỉ là con cờ của top, đúng nhận, sai cấm cãi. Công tố viên do bị Eonjo nói trúng tâm liền á khẩu, chỉ có thể buồn bực rời đi. Thẩm phán Lee gọi cậu tới văn phòng bày tỏ hiện tại hãy cứ thả Eonjo ra trước, sau đó toàn lực đối phó với bà Han. Dưới sự nỗ lực của Seokhi, Eonjo rốt cục cũng được thả. Ra ngoài Eonjo đã thấy Seokhi chờ sẵn, anh kích động tiếng tới hôn lấy đối phương. Nụ hôn bất ngờ này khiến cả hai đều sững sờ. Không lâu sau, cảnh sát bắt giữ bà Han vì tội cưỡng chế. Bước đầu tiên đã được thực hiện, tiếp đó Seokhi cùng Eonjo hẹn gặp thẩm phán Lee biểu thị sẽ nhanh chóng sắp xếp cho mẹ của Eonjo tạm tha, ra tù. Nhưng Eonjo lại nói, mẹ của anh là người rất coi trọng danh dự, nếu không được giải oan, bà nhất định sẽ không đồng ý ra tù. Thẩm phán Lee khuyên anh hãy từ bỏ ý định đó. Tuy nói vậy, nhưng hai người họ vẫn âm thầm nộp đơn xin xét xử lại vụ án năm đó. Chủ tịch tìm tới cấp dưới của bà Han bày tỏ mong muốn từ bỏ một số chức năng thường vụ đổi lấy sự ổn định của tập đoàn, đồng thời muốn ngỏ ý ám chỉ sẽ để cho anh tiếp nhận top thay bà Han. Nhưng bọn họ đều là những người trung thành và tận tâm với bà Han. Vậy nên họ không hề lung lay mà tìm kiếm cách cứu bà ta. Trưởng nhóm tới phòng giam tìm bà Han, bà ta nói phải đưa người trợ giúp cho việc tái thẩm đó đến Mỹ ngay lập tức. Hơn nữa, hãy đem tin tức đám người Seokhi đã nộp đơn xin xét xử lại cho thẩm phán Lee. Mà ông ta vì không để cho tội ác năm đó của mình lộ ra nên chỉ có thể lại tiếp tục hợp tác với thường vụ Han. Mà như vậy thì bà Han được thả ra là điều dễ dàng rồi. Lúc này liền phát sinh vấn đề.
thẩm phán Lee quay xe làm mất đi nhân chứng, đồng thời không có kết nối của ông ta tới tòa án địa phương, nên đơn xin tái thẩm của họ lại trở nên khó khăn. Mọi chuyện đã có được như thế này, họ không thể từ bỏ. Bọn họ chỉ có thể chiến tới cùng. Eon do lấy thân phận luật sư đại diện của mẹ mình nộp đơn yêu cầu tái thẩm vụ án. Sau một thời gian dài, tin tức về vụ án năm đó giờ đây lại được chiếm sóng dư luận. Mọi người trong tập đoàn MC nhận được tin tức này đều ngỡ ngàng. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người không kìm được mà làm loạn trận tuyến. Phu nhân hẹn nhân viên phòng trưng bày gặp mặt, còn tặng cho đối phương lễ vật có giá trị không nhỏ để che giấu sự việc ngày hôm đó, tại buổi triển lãm. Mà một màn này vừa vặn bị con trai thứ hai nhìn thấy. Cậu ta thấy kỳ quái vì sao mẹ mình lại có hành động này. Phải chăng đang che giấu một việc gì đó? Trùng hợp lúc này, anh cả Wanso lại xuất hiện và châm chọc anh. Nhưng Wanso cũng không phải dạng vừa. Cậu gợi nhắc đến ngày hôm đó Wanso cũng có một cuộc hẹn với bạn thân đi ra ngoài, như bỗng nhiên lại mất tích, và người bạn đó đã gọi cho cậu. Cậu chất vấn ngày hôm đó anh đã đi đâu, nhưng lại bị Wanso qua loa che đậy. Vì vậy, có thể thấy được, mọi người trong ngôi nhà này đều có điểm đáng ngờ. Lúc gặp chuyện thì lại tới cầu cứu bà Han. Chủ tịch lúc này đang cho gọi Han thường vụ tới thương nghị đối sách, còn quan tâm hỏi Han rất chu đáo. Nhưng bà ta vốn đều hiểu rõ, không lòng vòng trực tiếp vào vấn đề chính. Cô sẽ tìm cách để làm cho đơn xin tái thẩm không thể vượt qua. Ông lại hỏi tiếp rằng có phải cô vẫn luôn cho rằng nên để Wanso là người thừa kế. Bà ta rất kiên định nói đúng. Bà ta quyết định sẽ loại bỏ quân cờ là công tố viên Do. Hàng loạt bằng chứng phạm tội của ông ta được đưa ra khiến cho dư luận nhanh chóng chuyển hướng từ vụ xin tái thẩm sự việc 15 năm trước về tội trạng của công tố viên Do. Dưới áp lực dư luận, ông Do từ chức để điều tra. Dường như ông cũng đã có sự chuẩn bị rồi. Thế nhưng thực lực của bà Han mới phải nói là đáng gờm. Bà ta tiếp tục kế hoạch ra lệnh cho cấp dưới phơi bày những việc làm sai trái của con trai ông. Ông Do vì không muốn kéo con trai xuống ngựa nên chỉ có thể chọn đường đi xuống hoàng tuyền. Wanso lại tiếp tục tìm tới bà Han muốn tìm sự ủng hộ. Nhưng đáng tiếc là Han Jae-guk vẫn rất kiên định với lựa chọn của mình. Anh ta tiết lộ, 30 năm trước ông nội từng có một đứa con riêng, mà bà nội vì chuyện này mà cuối cùng trầm cảm tự tử. Còn đứa con ngoài giá thú kia từ đó cũng liền biến mất không rõ tung tích. Wanso vốn cho rằng bà ta là người đã xử lý chuyện này, nhưng không ngờ lại cứ như vậy mà tiết lộ ra một chuyện làm đảo lộn mọi thứ. Ta có thể thấy rằng, anh chàng này tuy đam mê trở thành đạo diễn nhưng lại chả có óc đạo diễn gì. Hèn chi mãi vẫn chưa thành. Bà Han vừa tiếp nhận thông tin này trong đầu liền lập tức nhảy số, liên tưởng đến việc ông nội vẫn luôn yêu thương cô cháu gái Seok-hee. Mà thêm nữa, trong tên của lão chủ tịch và Seok-hee để có chữ Hee, điều này khiến người ta không khỏi suy ngẫm. Rõ ràng là có gì đó không bình thường ở đây. Thường vụ Han nhanh chóng lĩnh hội được mối quan hệ này, liền nhanh chóng truy tìm vị quản gia năm đó. Không ngoài suy luận ban đầu, Seok-hee thực sự là con của ông nội. Mà bởi vì mẹ của Seok-hee vẫn không thể sinh con, vì thế lão hội trưởng đã ôm Seok-hee đến cho con dâu nuôi dưỡng. Sau khi tìm ra chân tướng, bà Han mang theo báo cáo giám định quan hệ cha con của Seok-hee đi tìm chủ tịch Mo nói về sự thật con gái của ông thực ra là em gái của ông. Ông Mo nghe tin như sét đánh ngang tai, kích động lăn đùng ra xuất huyết não. 15-16, bởi bất ngờ ông Mo đột nhiên bất tỉnh khiến thế trận lại tiếp tục loạn. Seok-hee nghi ngờ bà Han chính là hung thủ gây nên điều này nhằm cho Wanso thừa kế tập đoàn. Cô cho rằng bà ta lại một lần nữa sử dụng thủ đoạn cũ giống như đã làm với ông nội. Bởi không có sự cản trở của ông Mo nên việc Wanso thừa kế liền không còn trở ngại. Mà bên này, kể từ khi cha của công tố viên Do bị bà Han ép tới mức tự sát thì vẫn luôn nung nấu ý định báo thù. Anh ta quyết định sẽ cùng đám người Seok-hee liên thủ để lật đổ người phụ nữ này. Họ cùng nhau thu thập những chứng cứ phạm tội nhằm đẩy bà ta vào tù. Để thể hiện sự chân thành, anh ta còn đưa cho họ hồ sơ của vụ án mẹ Eon Do. Eon Do lật xem hồ sơ bất ngờ phát hiện ra sự thật là thời điểm tử vong của mẹ Seok-hee là từ 1 đến 2 giờ chiều, mà lúc này anh đang ở cùng mẹ mình. Như vậy mẹ của anh liền có bằng chứng hoàn hảo chứng minh ngoại phạm. Nhưng nó vốn đã được đổi thành 4 giờ, khác xa nhiều với thời gian thực sự và video giám sát. Như vậy, hai người họ phát hiện, ông Mo và bà Han đều đến sau cái chết của mẹ cô, nên nghi ngờ có thể loại trừ. Và hiểm nghi chỉ còn lại phu nhân cùng hai đứa con của bà ta. Hai người cùng nhau suy đoán, nhận thấy cả ba nghi phạm dường như đều có liên quan đến cái chết của mẹ Seok-hee. Thật khó để xác định hung thủ là ai. Seok-hee và Eon Do tìm được chị dâu sau khi ly hôn. Cô ấy giờ đang mở một cửa hàng hoa. Cuộc sống sau khi rời khỏi gia đình đó vô cùng bình yên và hạnh phúc. Cô ấy vẫn mang theo dây chuyền mà Seok-hee đã đưa mình. Thực ra, bên trong sợi dây chuyền thực sự ẩn một cái USB, mà trong đó lưu giữ chứng cứ bà Han đã phái người quyến rũ chị dâu ngoại tình. Seok-hee thỉnh cầu cô ấy ra mặt làm chứng. Lúc này, thường vụ Han đã cho rằng hết thảy mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch của mình. Nhưng bà ta không tính tới, người quản gia kia lại tới tìm Seok-hee và nói ra toàn bộ sự thật về thân thế của cô. Cô là con gái ruột của ông nội,
còn người mẹ luôn yêu thương cô lại không phải mẹ ruột của cô. Seok-hee trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, cô chạy đi bật khóc nức nở. Eon do một bên an ủi cô lấy lại tinh thần. Nhưng Seok-hee của chúng ta cũng không phải một người phụ nữ yếu đuối. Rất nhanh cô đã vượt qua được cơn sốc và quyết định mượn điều này, nộp đơn xin phân chia lại cổ phần của tập đoàn MC. Điều này vừa hay cản trở Wan do lên kế thừa chức vụ chủ tịch. Seok-hee tìm đến Han Thường Vụ, chất vấn cô có phải đã nói với hội trưởng tin tức đó không? Như vậy mới khiến ông bị đả kích đột nhiên não xuất huyết. Bà ta cũng rất tự tin thừa nhận, còn lớn tiếng nói mình làm tất cả là vì MC, khuyên cô hãy sống với tư cách hiện tại. Nhưng Seok-hee tỏ thái độ mình sẽ phá hỏng mọi thứ. Cô trở về nhà công bố thân thế thật sự của mình khiến mọi người đều ngơ ngác, ngỡ ngàng, ngã ngửa. Địa vị của Seok-hee lập tức tăng lên, bà mẹ kế thấy mình phải đổi cách xưng hô tình xém suy hô hấp luôn rồi. Còn hai người mà vốn là anh kia giờ lại trở thành cháu. Wan So phá lên cười, có vẻ như anh ta cũng khá bất ngờ với kết quả này. Gia đình đã tìm đến Thường Vụ Han để chứng minh những gì Seok-hee nói là thật hay giả, nhưng lại nhận được kết quả khiến người ta thích thú. Seok-hee quả thật là con gái của lão chủ tịch. Ông Mo đang tiếp nhận điều trị tại bệnh viện, nhưng có vẻ cả gia đình này không chút đau buồn nào. Bà mẹ kế cùng cậu con trai thứ hai chỉ quan tâm đến việc thuận lợi nhận thừa kế. Cậu ta lo lắng về thân phận của Seok-hee sẽ ảnh hưởng đến việc phân chia cổ phần của tập đoàn, nhưng bà Han lại bày tỏ cậu không phải lo, vì mình đã tiêu hủy tài liệu chứng minh thân thế của Seok-hee rồi. Hiện tại không cách nào chứng minh được thân phận của Seok-hee. Để tránh đêm dài lắm mộng, bà Han nhanh chóng sắp xếp cho Wan Do lên thừa kế. Nhưng người con cả Wan So vẫn rất cố chấp tìm đến bà Han muốn một lần nữa có thể ủng hộ mình. Nhưng vẫn như mọi lần, cậu ta lại tiếp tục bị từ chối. Bà ta trực tiếp nói cậu hoàn toàn không phù hợp để trở thành người quản lý MC, bởi vì cậu ta đã là hung thủ giết người trước đó. Hóa ra bà đã sớm biết Wan So chính là người đã giết hại mẹ Seok-hee. Nói đến đây, chúng ta nghĩ đến trong một gia đình có hai người con, thì luôn có một đứa được yêu thương, thiên vị hơn. Mà trong gia đình của anh em họ thì em trai chính là người đó. Còn anh cả lại luôn bị đứng sau lưng em trai, chưa từng được quan tâm, công nhận mà toàn là chế giễu. Sự đối xử khác biệt của người mẹ khiến người con trai luôn mong đợi có thể nhận được sự chấp thuận của gia đình, đặc biệt là mẹ. Khi con trai lớn biết được mẹ mình vì mẹ của Seok-hee nên mới đau khổ đã đi tới tìm đối phương, muốn thuyết phục bà đồng ý ly hôn. Nhưng không hẹn mà ngày hôm đó cả gia đình đều tới gặp bà. Đầu tiên là người con thứ hai, bởi vì chuyện giả nữ của mình bị bà phát hiện đã tới cầu xin bà giúp mình che giấu. Mẹ Seok-hee không ngờ lại là một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại vô cùng lương thiện. Bà bày tỏ mình sẽ giúp cậu bảo mật, còn chúc phúc cho cậu. Sau đó tình nhân cũng chính là phu nhân hiện tại cũng đi tới tìm mẹ Seok-hee. Bà ta khiêu khích, mỉa mai mẹ Seok-hee đã bị ông Mo vứt bỏ, còn nói hai người họ sớm sẽ ly hôn. Mẹ Seok-hee cũng không phải người yếu thế, hai người cãi nhau một trận. Bà ta rời đi để lại mẹ Seok-hee, tâm trạng không tốt ngồi vẽ nguệch ngoạc lên bức tranh. Bà ta vừa rời đi không lâu, thì người con lớn lại tới mang theo một chai rượu vang đỏ và một cuốn sách muốn cầu xin cô ấy hãy ly hôn với ba mình. Mẹ Seok-hee phiền không chịu nổi thô bạo cự tuyệt anh ta. Khi anh ta sắp rời đi lại nghe thấy mẹ Seok-hee, tâm trạng không tốt nói bức tranh mình vừa tạo ra là một tác phẩm bỏ đi. Nhưng người con lớn nghe vào lại gợi nhớ đến những lời mẹ nói về bản thân mình khiến anh nhất thời kích động giết chết mẹ Seok-hee. Sau khi bình tĩnh lại anh ta nhận ra mình đã giết chết người, nên đã vô cùng hoảng sợ rời khỏi hiện trường. Ngay sau đó ông Mo đến nơi phát hiện vợ mình đã bị giết. Nhìn các vật chứng ở hiện trường, ông ta đoán hung thủ rất có thể là người trong gia đình, nên đã kêu Thường Vụ Han tới xử lý hiện trường. Mà Seok-hee vẫn không tìm ra nghi phạm cho vụ án năm đó. Cô liền trở về nhà thăm dò thêm lần nữa. Seok-hee đầu tiên là tìm đến phu nhân. Cô nói năm đó ở hiện trường cái chết của người mẹ để lại một chai rượu vang đỏ, mà đây lại chính là loại rượu mà bà ta thích. Nhưng bà ta lại nói xưa nay mình chỉ uống rượu với người mình chân quý, tuyệt đối sẽ không cùng người mình chán ghét cùng nhau uống rượu. Hơn nữa bà ta càng không vì một người bà ta ghét mà vác lên lưng tội danh giết người. Seok-hee lại tìm tới người con thứ hai, nhưng anh ta lại giải thích mẹ cô sẽ không lợi dụng nhược điểm của đối phương để công kích người khác, cho nên mình cũng không cần phải mạo hiểm lớn như vậy để giết người. Seok-hee cảm thấy lời giải thích của hai người đều nghe rất hợp lý. Vì vậy, cô lại tiếp tục đi tới thăm dò người con cả Wan So. Seok-hee chất vấn anh ta tại sao lại đi tìm mẹ mình vào ngày xảy ra vụ án, nhưng lại không ngờ thu được kết quả anh ta lại giải thích vô cùng qua loa. Còn nửa thật nửa giả nói với Seok-hee mình chính là hung thủ. Mà sau quan sát, cô phát hiện Wan So, người có quan hệ gần gũi nhất với mình lại là người có nghi ngờ lớn nhất. Anh ta cũng biết Seok-hee đã nghi ngờ mình nên dự định sẽ tự thú nhận. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi sự dũng cảm rất lớn từ anh ta. Anh ta không dám thú nhận trước Seok-hee nên đi tìm Eon Do uống rượu, nửa thật nửa giả thừa nhận mình là hung thủ. Điều này khiến Eon Do cũng có chút nghi ngờ. Rất nhanh đại hội cổ đông của tập đoàn MC cũng được triệu tập đúng tiến độ.
bà Han cho mời tất cả những người có tiếng trong giới kinh doanh từ cả trong và ngoài nước tụ họp, muốn giới thiệu cho tất cả mọi người biết đến người kế nhiệm mới của tập đoàn. Mọi chuyện tưởng chừng như đã được bà Han tính toán trong lòng bàn tay, tuy nhiên khi sự việc sắp thành thì Seok-hi mang theo đám người Eon Jo bước vào. Người đi cùng lại bất ngờ hơn nữa chính là huyền thoại trong lĩnh vực đầu tư, bà Mi-wich. Hóa ra lão chủ tịch khi sống tính trước một bước, ông đã đem giấy giám định quan hệ cha con của Seok-hi giữ một bản sao và đưa gửi ở chỗ người bạn là bà Mi-wich. Mà vừa hay Seok-hi lại tìm và nhờ được bà giúp mình chứng minh. Theo quy định của pháp luật, Seok-hi liền quyền thừa kế cổ phần của công ty. Hơn nữa bà Mi-wich cũng đem cổ phần đứng tên mình chuyển cho Seok-hi. Nhờ có sự giúp đỡ của bà ấy nên Seok-hi lập tức vượt qua Wan Jo, trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Mà cũng chính điều này đã khiến cho đề nghị Wan Jo làm chủ tịch đã bị bác bỏ. Một màn thay đổi tình thế khiến bà Han trở tay không kịp. Nhưng bà ta vẫn là người không dễ đối phó nhất, đã nghĩ ra biện pháp là thu mua cổ phần từ những cổ đông nhỏ hòng muốn tăng số cổ phần vượt qua Seok-hi. Nhưng cô và Eon Jo cũng đã sớm đoán được bà Han sẽ nghĩ biện pháp ứng đối, nên đã liên kết với công tố viên Jo tìm bằng chứng bắt giam mẹ của Wan Jo vì tội ăn cắp tác phẩm của người khác, vi phạm bản quyền và lừa đảo. Còn người con trai thứ hai cũng bị bắt giữ vì tội danh bất chính và giao dịch phạm pháp. Giờ chỉ còn lại người con cả trong nhà. Seok-hi cùng Eon Jo hy vọng anh ta nói ra sự thật năm đó. Nhưng anh ta lại nói mình đã đưa cho công tố viên Jo một vật và nói hai người hãy đi xác nhận. Trước khi hai người họ đi, Wan Jo còn chúc phúc cho họ. Sau khi chạy tới, bọn họ mới phát hiện ra, thì ra lễ vật mà anh ta nói chính là đoạn video tự thú. Anh nói mình vẫn muốn có thể nói trực tiếp với Seok-hi nhưng vẫn không đủ dũng khí. Sau khi có bằng chứng này, rất nhanh cảnh sát đã có được lệnh bắt giữ. Khi cảnh sát đến nhà, anh ta đang uống rượu vang, còn nghe một đoạn nhạc du dương. Thế nhưng khi họ bước tới lại thấy rằng anh ta đã treo cổ tự vẫn. Seok-hi biết Wan Jo tự sát liền rơi vào trạng thái hỗn loạn. Anh cả là người đã giết chết mẹ cô khiến cho cô đau khổ suốt từng ấy năm. Nhưng giờ đây anh chết đi cũng khiến cô vô cùng đau lòng, bởi đây cũng là người nhà duy nhất còn lại cho cô sự ấm áp. Vụ án kết thúc, công tố viên Jo đã nộp đơn xin lệnh khám xét bắt buộc đối với Top. Bà Han biết rất nhanh sẽ đến phiên mình nhưng một người thông minh như bà ta sớm đã để lại đường lui cho bản thân mình. Hóa ra, vật chứng tại hiện trường vụ án của mẹ Seok-hi đều được giấu kín chờ cho đến khi công tố viên Jo đưa ra xét xử. Lúc này, bà ta sử dụng những vật chứng này để trao đổi lấy sự rút lui an toàn cho tập đoàn MC. Bởi vì xuất thân luật sư nên bà ta biết rõ, các tội danh khác rất khó để tự định tội. Nên nhờ vậy, bà ta cuối cùng đã thành công, công tố viên Jo đã đồng ý với thỏa thuận này. Chỉ coi tất cả các loại vi phạm pháp luật là hành vi cá nhân của bà, không liên quan đến tập đoàn MC. Ngay đến giây phút cuối cùng, bà ta vẫn trung thành với MC. Sau khi xét xử, bà Han bị kết án 4 năm tù. Và vụ án giết người 15 năm trước đây cuối cùng đã được xem xét lại. Mẹ Eon Jo được giải oan và phán vô tội. Hai mẹ con kích động ôm nhau khóc. Còn phía bên kia, bà phu nhân cùng con trai lần lượt bị kết án 1 và 2 năm tù. Tập đoàn MC cũng không có gì bất ngờ khi Seok-hi chính là người thừa kế. Còn Top thì do Eon Jo phụ trách. Eon Jo đem toàn bộ thành viên Top giải tán, tuyển dụng lại tân binh, xây dựng lại Top và nói về lịch sử trước đây của Top cho những người mới và tuyên bố từ nay Top sẽ không làm những chuyện bất hợp pháp một lần nữa. Mà người anh cả ở phía bên kia trước khi chết đã để lại quà cho cả mẹ và em trai. Seok-hi giao lại cho hai người họ. Người anh tặng em trai mình là chiếc châm cài bị mất của em trai trước đó. Hóa ra anh đã sớm biết em trai mình là người chuyển giới, nhưng vẫn giúp hắn giấu giếm. Người em hiện tại mới hiểu được dụng tâm của anh trai. Trên khuôn mặt là những giọt nước mắt hối hận. Còn quà cho người mẹ là bức tranh năm đó. Trong bức tranh là hình mẫu của người mẹ trong tâm trí của đứa con trai lớn. Khi còn nhỏ, anh vẫn luôn muốn đưa bức tranh cho mẹ, nhưng người mẹ lại đang vô cùng đau khổ vì em trai bị bắt cóc, mà khóc giống lên. Thậm chí còn nói ra vì sao người bị bắt cóc không phải là con trai lớn. Cũng chính từ đó trở đi, người con lớn đã hiểu rằng mình là một thất bại dư thừa trong mắt mẹ. Có lẽ con trai lớn mới là người lương thiện nhất trong gia đình bị dị tật này. Anh khép mình lại và say sưa với việc quay phim và truyền hình. Không giống như những người khác thủ đoạn tàn nhẫn, tham vọng của anh từ đầu đến cuối chỉ có là tình yêu của mẹ. Tất cả mọi chuyện đã qua đi, Seok-hi mời mọi người cùng nhau đến nhà mở tiệc. Cô còn đưa mẹ con Na-ji về nước. Trải qua tất cả những điều này, Seok-hi quyết định sang Mỹ học thêm luật pháp. Tập đoàn MC giao cho đội ngũ quản lý chuyên nghiệp xử lý. Thời gian rất nhanh trôi qua, vài năm sau, Eon Jo vẫn kiên định làm một luật sư vì công lý. Hôm nay, Eon Jo nhận được thông tin có người trong đồn cảnh sát đang tìm luật sư mình. Vì thế vội vàng chạy tới, nhưng bất ngờ lại phát hiện đối phương lại là Seok-hi. Thì ra Seok-hi đã hoàn thành việc học trở về nước. Hai người đã lâu gặp ôm hôn nhau cái đã. Còn về những nhân vật của chúng ta đều đã mãn hạn tù. Bà Han cũng đã được thả ra, những thành viên của Top năm đó cũng tới chào đón bà.
Chi tiết cuối của bộ phim, đám người họ lái xe rời đi. Liệu chăng, bà Han đã trở lại và có lẽ nào một đế chế top nữa lại được gây dựng?